Hey 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 hey. Chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm giới thiệu cho anh em một cái clip về một cái game mới luôn, mới được phát hành luôn. Nó được phát hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2019 mình luôn nè. Đây cái tựa game mình chuẩn bị nó đến, nó có cái tên gọi là Star Wars Jedi Fallen Order. Thì anh em nào mà đã từng coi cái series phim về cái chiến tranh giữa các vì sao á thì anh em sẽ biết cái game này. Thì cái game này nó được phát hành cho ba cái hệ máy luôn, PC, PlayStation 4 và cái Xbox One ấy. Và cái trò chơi của bọn mình nó sẽ lấy cái bối cảnh vũ trụ Star Wars ngay sau cái bộ phim tập 3 là tên là Revenge of the Sith á. Thì anh em nào mà xem phim thì anh em sẽ biết. Mình thì mình chưa có xem, cái định mệnh thế nó mới cay chứ. Thì cái nhân vật mà của cái con game này là nhân vật chính của mình đó, chính là một cái thực tập sinh tên là con Kenstick. Thì cái lúc này là cái nhân vật của mình đang làm việc cho một cái chỗ ở một cái nơi giống như là một cái bãi rác vậy đó, một cái bãi phế liệu đây. Và cái người và cái anh chàng mà nhìn đôi như quái vật này chính là một người bạn của mình. Mình đang được nhận cái chữ chỉ thị là đi sửa tàu á, đi kiểu như là đi sửa một cái tàu gì đó bị hư. Thì anh em đã biết, xem phim anh em sẽ biết, thì đây là một cái bối cảnh mà xảy ra chiến tranh mà toàn là dùng phi thuyền thôi, cho nên là những cái bãi rác như vậy là mình đa số là những cái phi thuyền bị hư thôi, là mình phải nhận cái nhiệm vụ mình đi sửa đây. Và cái cốt truyện của mình á là nó xảy ra sau 5 năm mà cái cuộc đại thanh trừng Jedi á. Ok. Thì đầu tiên những cái pha bắt cua vừa rồi làm cho mình liên tưởng tới cái game Tomb Raider anh em ạ, leo chèo đu nhảy. Thì có cái game Assassin nó cũng giống như vậy, nhưng mà mình thấy cái cơ chế leo chèo nó giống cái Tomb Raider hơn á, nó thiên về Tomb Raider hơn. Đây là con game do bên EA phát hành nha anh em. EA là cũng nó quá nổi tiếng rồi. Thì cái hành tinh mà mình đang cư ngụ đây chính là cái hành tinh là Raska. Và cái nơi mình làm việc là một cái bãi rác chiên tháo dỡ những cái con tàu từ cái cuộc chiến clone gì đấy. Mình cũng đang nhận cái nhiệm vụ đó đây. Rồi, cái thanh niên của mình đâu rồi, bạn mình đâu rồi? Mình phải công nhận là những cái game kia rồi, những cái game mà những năm gần đây á, 2017 chứ đi á, mình phải nói là nó cực kỳ khủng luôn, cả về dung lượng cũng như cấu hình anh em ạ. Thì cái con game này cũng không làm ngoại lệ nha. Cái dung lượng mà khi mà mình đào về á, nó là khoảng tầm 50 mấy GB ấy. Và cái cấu hình thì thôi luôn. Thì cấu hình này mình sẽ để ở phần mô tả, để có gì anh em thấy mà ok đáp ứng được thì anh em cứ tải về mà chơi thôi. Bây giờ mình sẽ đi đâu đây? Không có đường đi à? What? Đùa nhau. Thằng bạn mình nó bỏ mình rồi kìa. Bây giờ mình phải đi đâu? À thấy rồi, mình thấy rồi. Bó tay thật. Đây cái máng. Úi trời ơi. Úi trời ơi. Anh em con mình giống như trực bá tin chưa kìa. Ôi tuổi gì. Ỉn. Nó hướng dẫn mình đi qua bên đây nè. Toàn là robot chứ phi thuyền thôi. Thì đây là một trong những cái series phim cũng khá nổi tiếng mà mình. Đây. Cái điều mà mình nói giống như Tomb Raider là nhìn anh em ạ, à, nhảy xong rồi đu qua sợi dây nè, mình chắc chắn luôn. Đấy. Đi qua đây đúng không? Phim cũng khá là hay đó. Island trời ơi, toàn là người ngoài hành tinh thôi. Mà mình thì mình chỉ xem được không hết. Rồi, ok, kêu mình nhảy qua đây. Rồi, sao nữa? Bạn ơi. Bạn gì ơi, cho mình hỏi cho mình đi đâu nữa. E. Có nghĩa là kêu mình zoom lên và bấm để nó đu lên. À đây rồi. E đúng không? Đây. Đấy, những pha leo chèo này mình thấy giống như Tomb Raider hơn là Assassin's Creed đấy. Nhất là những cái pha mà di chuyển ngang như vậy này anh em ạ.
Y chang như Tomb Raider luôn. Leo lên, leo lên, leo lên. Mình đi đâu nữa? What the hell? Có ai chỉ mình không? Mình phải đi đâu? Như là mình nhầm rồi, mình phải nhảy qua kia đúng không ta? Hay là mình leo lên nữa nhờ? Ô cái đệt mới vô mà bắt mình kiếm đường vãi đạn vậy? Đùa nhau, ít nhất cũng phải có cái sự hướng dẫn gì chứ. Hay là cái thằng đồng đội của mình, thằng Brown, cái thằng như quái vật hồi nãy đâu rồi? Không chả có một cái hướng dẫn gì cả. Chỉ là nhảy nhót thôi hả? Làm sao cho nó đu lại nhờ? Không được. Này chỉ có leo lên thôi chứ không có tụt xuống được. Nhảy qua đây à? Không ổn, không có độ, không có chỗ bám. Không xong rồi đại dương ơi, mình lạc loài rồi. Đùa nhau, đi đâu đây? À. Cái đệt thì mình thua. Thua rồi anh em ạ. À. Ê, leo lên, nhanh. Mẹ nó rớt cho thấy bà luôn bây giờ. Hello. Lại là một người bạn nữa, làm việc ở trong một cái bãi rác đây. Cái bộ đồ của mình nhìn rất là bần luôn, mình nghĩ đây là một cái người công nhân thôi. Trời ơi, cái phi thuyền kìa. Đồ quả đẹp thật. Rồi rồi, mình thấy rồi. Mình phải công nhận những cái con game sau này nó dã man thật luôn á. Nếu như những nhà phát hành game mà không dừng lại cái việc mà nâng cấp đồ họa của game lên thì thật sự là những cái người game thủ như anh em và bò như mình là chắc chết luôn á. Làm sao mà đuối theo nổi. Mình nghĩ là ước gì cái nhà phát hành game là chỉ thay đổi cái nội dung thôi. Còn cái đồ họa là mình nghĩ cứ giữ nguyên như vậy là được rồi đó. Nhảy qua. Đây rồi, nhảy qua đây nè. Nhảy cái này là mình phải kết hợp với nút nhảy và cái nút E luôn anh em, mình nó mới bám. Y chang như cái Tomb Raider luôn. Anh em mình xem cái Tomb Raider sẽ biết. Đây rồi. Cái định mờ cái thanh niên Brown bạn mình kìa. Rồi, ok bạn hiền. Bạn bè như cái bạn của bà ấy. Mình bấm nút Z là sẽ thả ra. Đây. Nhảy qua đây đúng không? Easy Tomb Raider anh em ơi. Ê. What the hell? Ồ mới vô mình thấy cái gameplay thấy lôi cuốn rồi đó. Thì cái này mình nhảy hay là mình thả ra mình cũng phải giữ nút E lại để bám vô hết á, chứ không là nó rớt luôn á. Đây rồi. Cũng hên mình là đã từng chơi Tomb Raider cho nên là mình không có lạ lẫm lắm về cái cơ chế gameplay này. Nhảy nè. Ê, bình tĩnh, leo lên. Không được. Xuống. Đi qua đây. À, mình phải thả xuống nữa hả? Ôi, ê! Mày, em chết kìa. Phải cái trưởng thật. Game gì khoai vậy? Ôi, đau hết tim anh em ơi. Game khá là cuốn ngay từ những cái giây phút đầu tiên đấy. Đây rồi. Đâu? Mấy anh cần em tháo cái gì? Mẹ ơi nghĩ sao mà kêu mình đừng nói mình bắt mình tháo cái con tàu đó nha. Tháo cả đời biết bao giờ mới ra được. Đi đâu đây? Ô xì kê. Leo lên đây à? Nhảy E không bám luôn vậy là không phải rồi. Đâu nhờ? Ê. Ô đệt, mình nghi mà. Chơi các con game này anh em thấy cái chỗ nào mà mình nghi ngờ có thể leo được là mình cứ leo thôi anh em ơi. Lộn ngược ra sao nè. Y như Tomb Raider thôi. Đây rồi. Úi giời ơi. Như là cái chỗ mà bọn mình đang ở là cái căn cứ bọn mình nó đang nhốt một con quái vật nhìn rất là khủng luôn á. Nhìn kìa. Trời ơi nó to kìa, to thì thôi luôn á.
Và cái nhân vật của mình có phải là người trái đất không vậy trời? Mình khá tiếc là nếu mà mình biết là nó có những cái game về cái này là mình đã xem phim rồi. Bấm vô. Đi qua đây đúng không? Nút E kìa. Nút E là bấm vào cái công tắc gì đó. À đúng rồi, nó phải rút lên như vậy thì mình mới di chuyển qua được. Đây nữa, đây nữa, đây nữa. Búng. Trời ơi, cái pha này mà mình bấm lộn nút Z cái không biết sao mà nói luôn á. Đây rồi, bấm nó tiếp. E. Thì khi mà mình làm cái con game Call of Duty 2019 á anh em, mình đó thì bản thân mình thấy á, là những cái con game mà mình làm á, thường á những cái tập đầu tiên và tập cuối bao giờ view nó cũng nhiều hơn là những cái tập dữ, càng về sau này nó càng ít. Cho nên là từ cái con game này trở đi á là mình sẽ làm xen kẽ nha, chứ mình không làm một con game này một lèo từ A đến Z là từ tập đầu tới tập cuối luôn. Thì mình thấy như vậy là chắc có nhiều bạn xem cảm thấy rất là chán luôn, cho nên là mình sẽ làm xen kẽ khoảng 3-4 game gì đó. Thì cứ ngày hôm nay là tập 1 của ngay tập này, cái ngày hôm sau cứ tiếp gì đó, nó xen kẽ như vậy mình nghĩ là xem nó sẽ đỡ chán hơn. Thì thực sự khi mình cũng rất kỳ vọng mỗi con Call of Duty 2019 của mình luôn. Nhưng mà người ta nói thường, người ta nói là kỳ vọng nhiều, thất vọng nhiều anh em ạ. Có những cái mà nó không như mong muốn của bộ như mình, cũng khá là buồn. Cho nên là từ giờ là mình sẽ làm game không theo một trình tự, mình sẽ làm xen kẽ. À, cái thằng bạn của mình. Ôi trời ơi, mình không biết là hai cái lỗ ở dưới hai con mắt có phải là hai cái lỗ mũi không nữa. Nhìn rất là buồn cười nha. Cái gì vậy? Trời ơi, đồ họa mình phải nói công nhận quá đỉnh luôn, quá đẹp luôn. Gì vậy? Ủa cái đệt. Chết rồi, hình như là cái chỗ đứng của bọn mình nó gặp ra nó xảy ra một cái sự cố kìa. Giống như là nó bị đứt một cái sợi dây cáp để giữ cái con tàu này nè. Vãi đạn, vỡ mồm rồi, toan rồi ông giáo ơi. Hồi nãy mình hết trượt cái máng nước, bây giờ mình trượt ba tin à. Đùa nhau thật chứ. Ô. Ê. Định mệnh ở dưới chân mình là một con cái con bạch tuộc kìa. À chắc là thằng bạn mình nó cứu mình đây. Ơ à, cái thanh niên. Sao thanh niên nó còn ngáo hơn mình vậy? Leo lên đi bạn ơi, còn lôi mình lên nữa. Ôi rồi xong. Phía một làm cái gì kìa? Trời ơi, ở dưới là ngay cái miệng của con quái vật luôn kìa. À rồi xong rồi. Mình có nhìn lầm không? Cái thằng nhân vật của mình hồi nãy hình như là khi mình bấm phím 1 là nó đang sử dụng một cái năng lực gì đó hay sao? Trời ơi, coi cái miệng của nó kìa. Coi thẳng, cẩn thận. Định mệnh. Ôi, mới vô mà rất là lôi cuốn. Rất là hay quá anh em ơi. Né đi. Có những cái con nó táp hai đứa bây giờ. Sao mới có tập đầu tiên mà mình đau tim thế nhờ? Đệt, cái nhân vật của mình nhìn ốm yếu gì mà khỏe vậy? Ồ, cái thanh thép này mình nghĩ nó cũng phải nặng dữ lắm luôn chứ không phải đùa đâu. Không, nhưng mà cái điều mà bất ngờ nhất là cái nhân vật mình chơi đây mà. Mình cứ tưởng nó là một thanh niên bình thường thôi, một giống như là một nhóc mới lớn á. Và một cái đặc điểm đó là mình nhìn cái thanh niên này rất giống như cái thanh niên mà đóng trong cái phim người nhện á, Spider-Man mới nhất của Marvel á. Gương mặt khá là giống ấy. Hình như là cái thân phận của nhân vật mình chơi á, cái thanh niên con này nè, rất là bí ẩn luôn á, hình như có điều gì nó che giấu hay sao á. Và cái thằng bạn mình nó bắt đầu có những cái câu hỏi gì đó. Đang thắc mắc á. Nó giống như nó dùng phép thuật á nhờ. Ủa, trong cái phim Star Wars này có phép thuật hả anh em? Chắc là khi mà mình chơi con game này mình phải vừa chơi mà vừa xem là những cái tập phim trước quá. Độ nhìn nghiêng giống như kìa, giống y chang như thanh niên người nhện luôn á, như là cái miệng kìa.
Mình mong đây là một người bạn tốt đây. Chắc là vì một cái lý do gì đó mà mình phải giấu cái thân phận ấy, chứ nếu không là mình sẽ bị giống như là mình bị sẽ bị bắt, hay là mình truy sát, hay là một hay là gì đó, hay là mình bắt mình về điều tra cũng không chừng nữa. Game mới vô mà mình thấy rất là cuốn luôn á, rất là hay, rất đáng để trải nghiệm anh em ạ. Mong là anh em sẽ ủng hộ cái series này của mình nghe. Thì ngày mai như đã nói mình sẽ chơi một con game khác. Thì con game đó nó có tên là mà thôi đi, để mai mình làm rồi anh em biết luôn, mình không nói trước đâu. Thường ta kêu là nói trước bước không qua đâu. Khổ lắm. Có vẻ mệt nhờ. Rồi ngủ thiếp đi luôn kìa. Không ngủ được à? What? Cái thằng bạn mình, mình thề luôn á, cái thằng nhân vật mình nó mới gì chợp mắt tí xíu luôn á, mình mệt, cái thằng bạn mình mất tích luôn rồi kìa. Chơi đùa nhau à? Má nó to như con voi vậy, làm sao mà có thể trốn được nhờ? Đâu rồi? Đây là cái kiểu như là đồng phục của toàn là những cái công nhân thôi. Đây rồi, đây rồi. Rồi cái thanh niêm rao của bọn mình, bạn thằng mình nó đi đâu mất tiêu rồi kìa. Hay là bị bắt bạ là cũng không chừng. Vậy thì sau khi mà mình open cái cửa này ra là mình sẽ tiếp tục một cái cuộc hành trình mới, một cái cuộc phiêu lưu mới đang chờ đợi mình phía trước sau cánh cửa này. Thì cái video ngày hôm nay của mình cũng đến đây là hết nha anh em. Nếu như anh em thấy hay thì hãy nhớ like và subscribe giúp mình nghe. Anh em nhớ tương tác mạnh vào cái video của mình nha, như vậy thì mình mới có nhiều cái động lực để ra những cái video hay cho anh em xem nhé. Bye bye anh em.